Chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với khóa học tiếng Việt lớp 3, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống của trang web olm.vn. Các con thân mến, chúng ta đang ở chủ đề mang tên Bài học từ cuộc sống. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về phần viết và vận dụng của bài 11, chuyện bên cửa sổ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào phần viết trong phần viết của ngày hôm nay các con sẽ cần đi chọn vần hoặc tiếng thích hợp để điền vào chỗ trống trong nhiệm vụ a thì các con cần đi chọn vần yêu hoặc ưu để điền vào các chỗ trống ở các tiếng trong bốn câu văn này vậy các con hãy suy nghĩ và chọn vần thích hợp để điền vào đây giúp cô nhé chúng ta sẽ điền như sau ở hai chỗ trống trong câu văn thứ nhất chúng ta điền vần yêu chỗ trống trong câu văn thứ hai chúng ta điền vần ưu ở chỗ trống trong câu văn thứ ba ta điền vần yêu và ở chỗ trống trong câu văn cuối cùng ta điền vần ưu như vậy chúng ta có được những câu văn như sau gió hiu hiu thổi chúng em lưu luyến chia tay cô giáo lửa cháy lưu riu và ông em có bộ sưu tập tem thư vần yêu và vần ưu là hai vần rất dễ bị nhầm lẫn với nhau khi nói và khi viết bởi vì chúng có cách phát âm rất giống nhau các con cần lưu ý để không bị nhầm lẫn giữa hai vần này nhé sau khi hoàn thành nhiệm vụ a chúng ta sẽ cùng đến với nhiệm vụ b đó là chọn tiếng thích hợp để điền vào chỗ trống ở trong những từ ngữ này những tiếng để chúng ta đi chọn thì đều chứa vần im hoặc vần im đây cũng là hai tiếng rất dễ bị đây cũng là hai vần rất dễ bị nhầm lẫn với nhau khi sử dụng đấy vậy các con hãy suy nghĩ và chọn giúp cô tiếng thích hợp để điền vào chỗ trống trong những từ ngữ này nhé như vậy những tiếng cần chọn đó là tiêm xiêm liềm phím kiềm và diêm để từ đó ta được các từ ngữ như tiêm phòng, dừa xiêm, lưỡi liềm, bàn phím, kiềm chế và lim diêm. Vậy là qua hai phần A và B, chúng ta đã ôn lại về cách phân biệt vần yêu, vần ưu, vần im và vần yêm. Tiếp đến, chúng ta sẽ đi đặt hai câu với những từ ngữ mà chúng ta vừa tìm được ở bài tập trên, đó là những từ như tiêm phòng, rửa xiêm, lưỡi liềm, bàn phím, kiềm chế và lim dim. Vậy các con hãy giúp cô đi đặt câu với những từ ngữ trong bài tập vừa rồi nhé. Chúng ta có thể đặt được những câu như sau, ví dụ, bố mẹ đưa em bé đi tiêm phòng trong câu này thì có chứa từ tiêm phòng chúng ta vừa tìm được hoặc vầng trăng cong cong như chiếc lưỡi liềm trong câu này thì có từ lưỡi liềm là một trong những từ xuất hiện ở bài tập vừa rồi đề bài yêu cầu chúng ta đặt hai câu nhưng ở đây cô đặt ba câu để các con có thêm sự tham khảo nhé đó là chúng ta nên học cách kiềm chế cơn giận để không làm tổn thương người khác trong câu này thì có từ kiềm chế vậy là vừa rồi không chỉ đi phân biệt các phần dễ nhầm lẫn với nhau mà chúng ta còn đi luyện cách đặt câu với những từ cho sẵn khi đặt câu các con lưu ý chúng ta cần viết hoa chữ cái đầu câu và nhớ có dấu kết thúc ở cuối câu Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần vận dụng, đó là kể cho người thân nghe câu chuyện cậu bé đánh giày mà chúng ta đã được đi tìm hiểu trong phần nói và nghe ở video trước. Sau đó, chia sẻ suy nghĩ của các con về cậu bé này. Khi chia sẻ suy nghĩ của bản thân về cậu bé, cô gợi ý cho các con về cách nói như sau, chúng ta có thể nói rằng cậu bé đánh giày là nhân vật có lòng tự trọng biết giữ lời hứa đặc biệt cậu bé rất nhân hậu biết yêu thương bạn bè những người cùng cảnh ngộ với mình cậu sẵn sàng chia sẻ với bạn những điều tốt đẹp trên đây là gợi ý của cô về cách chia sẻ suy nghĩ của bản thân về cậu bé trong chuyện cậu bé đánh giày các con hoàn toàn có thể tự do chia sẻ những suy nghĩ khác của bản thân về nhân vật cậu bé với người thân hoặc là bạn bè của mình nhé cô hy vọng qua video ngày hôm nay cô đã giúp các con phân biệt được các vần dễ nhầm lẫn là yêu ưu im im đặt câu được với các từ cho trước và đã có thể chia sẻ cảm xúc suy nghĩ của mình về một nhân vật trong chuyện và bài học ngày hôm nay cũng dừng lại tại đây cảm ơn tất cả các con đã chú ý quan sát và lắng nghe hẹn gặp lại các con ở những bài giảng tiếp theo cùng olm vn